Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Cho nên bước qua ngày thứ tư rồi và bây giờ cũng khá là trễ các bạn. Bây giờ là 8 giờ 45 phút tối ở Cali gần như là 9 giờ đêm rồi. À, và hôm nay đó là ngày đầu tiên mà thị trường mở cửa trở lại. Tại vì hôm qua là ngày lễ tại Hoa Kỳ và chúng ta thấy là có rất nhiều những thông tin và Thuận cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những thông tin ở bật để chia sẻ với các bạn hy vọng chúng ta có đủ thời gian để mà nói hết tất cả nếu không đó thì thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ những thông tin quan trọng và thôi những thông tin khác chúng ta sẽ nói tới trong video ngày mai nhưng mà đầu tiên hết đó, chúng ta hãy nhìn vào chứng khoán hoa kỳ hôm nay mở cửa trở lại thì như thế nào thì hôm nay chúng ta đã thấy là những chỉ số cũng không đồng thuận chúng ta có S&P 500 thì mở đầu và kết thúc không có sự thay đổi nhưng mà chúng ta đã thấy là Nasdaq đó, thì hôm nay có sự tăng trưởng là 0.32% Phần lớn à, là liên quan tới Nvidia chúng ta sẽ nói tới một lát nữa rồi chúng ta thấy được là Dow Jones hôm nay lại kết thúc xuống 0.15% Nói chung cũng không phải là di chuyển nhiều nhưng mà chúng ta một lần nữa thấy được là thị trường chứng khoán nó đang à, có cái sự khẩn lại các bạn Chúng ta vẫn đang chờ đợi những cái thông tin chi tiết hơn À, về nợ trần mà chúng ta cũng sẽ dành rất nhiều thời gian để nói tới tại vì có rất nhiều bạn à, muốn biết là trong cái sự kiện nợ trần này đó thì khi mà bỏ phiếu giá sẽ được thông qua thì thị trường sẽ ra sao chúng ta sẽ không biết được tương lai nhưng mình tôi có thể chia sẻ những cái tài liệu quá khứ để cho các bạn hiểu rõ hơn hiện bây giờ đó pre market cả ba chỉ số Dow future, S&P future và Nasdaq future đều đang âm một chút các bạn và các bạn đã thấy là hợp đồng dầu đó hôm nay đã dưới 70 đô la rất là thấp luôn các bạn hôm nay xuống 0.26% ở mức là 69 đô 28 cent cho một thùng dầu còn về vàng thì sao các bạn? Vàng ra thì vẫn dưới 2.000 đô ở mức là 1957 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao các bạn? Crypto đó thì chúng ta nhìn thấy là BTC hiện bây giờ đang ở cái mức là 27.612. Nói chung ở cái mức hiện tại đó so với cái mức giá của BTC ngày hôm qua thì cũng không có sự thay đổi nhiều các bạn, xuống 0.6%. Tổng số môn hóa của thị trường đó thì không có sự thay đổi luôn, chúng ta được là tổng số môn hóa tăng 0.1% so với ngày hôm qua và cái mức là 1.2 nghìn tỷ nhìn vào crypto bubble đó thì chúng ta thấy được là có xanh có đỏ nhưng mà các bạn đã thấy là có những đồng mà xuống nhiều như là hex xuống 16.7% chúng ta có pos xuống 17.7% còn tăng trưởng nhiều ra thì các bạn thấy được cũng không có đồng nào gọi là tăng trưởng quá nổi bật chúng ta có qnt tăng 5.6% xrp tăng 5.6% và grt tăng 5.4% XRP đó thì chúng ta cũng có một số những cái thông tin trong video dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Và như thường chia sẻ đầu video chúng ta đã thấy được là cái chỉ số ngày hôm nay mà có sự tăng trưởng đó chính là Nasdaq các bạn tăng 0.32% à, Trong khi những chỉ số kia đó thì không có sự tăng trưởng do một phần đó chính là liên quan tới Nvidia Công ty Nvidia các bạn thấy được đã chính thức đạt được vốn hóa là 1.000 tỷ đô la các bạn Và với cái mức vốn hóa này đó đã khiến cho công ty Nvidia trở thành công ty đáng giá đứng thứ 6 trên toàn cầu hiện bây giờ chỉ đứng sau những công ty như là Apple Microsoft, Saudi Aramco Đây là cái công ty mà sản xuất dầu Chúng ta có Alphabet như là công ty Google Amazon, rồi kế đó chính là Nvidia với số vốn hóa bây giờ là hơn 1.000 tỷ một chút các bạn Nhưng mà lúc đóng cửa ngày hôm nay đó thì Nvidia vốn hóa à, đã giảm một chút xíu rồi Các bạn thấy là vốn hóa của Nvidia đó khi mà không refresh cái channel lại thì ở mức là 991 tỷ đô la Nói chung chúng ta đã thấy Nvidia đó đã vượt qua khỏi những công ty lớn như là TSMC, Visa, Tesla Facebook, Microsoft, Hathaway, để chiếm vị trí thứ sáu và đương nhiên một trong lý do tại sao là tại vì à, rất nhiều người đang hào hứng với lại cái tương lai của Nvidia khi mà cái nhu cầu à, để train AI đó, có nghĩa là những công ty có nhu cầu để mà bắt đầu là họ triển khai chiến lược AI của họ họ sẽ cần những con chip từ Nvidia Nvidia thì nhiều bạn đã biết là họ bán card đồ họa rất là nhiều và rất nhiều bạn à, mua card đồ họa để mà chơi game thì đó là một phần của Nvidia mà thôi trước đây đó là một phần lớn của Nvidia đó họ cũng bán card đồ họa nhưng mà phần lớn mua để dùng đào những đồng như là Ethereum sau này đó thì Ether đã chuyển thành Proof of Stake thì chúng uh, ta cũng mua khai đầu họa để mà đào những đồng khác các bạn nhưng mà cái nhu cầu đó đã không như xưa rồi uh, nhưng mà sau đó thì uh, chúng ta thấy là Nvidia lại được quan tâm đến tại vì chúng ta đang có sự nổi lên của AI trí tuệ nhân tạo và đây là cái bảng xếp hạng của những công ty lớn trên thế giới và chúng ta xếp hạng tính luôn những tài sản đó thì các bạn thì được tài sản mà có vốn hóa lớn nhất trên thế giới bây giờ đó chính là vàng các bạn vàng ước tính là 13.047 nghìn tỷ ờ, sau đó chúng ta có những công ty như là chúng nó ta vừa nói tới là Apple, Microsoft, Saudi Aramco, uh, Google rồi sau đó nếu như tính luôn tài sản đó thì hạng thứ sáu đó chính là bạc các bạn bạc ở mức là 1.3 nghìn tỷ BTC xếp hạng thứ 12 nếu như chúng ta tính trong cái bảng xếp hạng này tính theo vốn hóa hiện tại và các bạn cũng đã thấy được là rất nhanh chóng chúng ta nhận ra được, được là BTC và crypto đó vốn hóa thực sự mà nói là không có nhiều so với những loại tài sản khác. Ngay cả khi mà so sánh với một công ty lớn ở Hoa Kỳ đó chúng ta cũng thấy được là vốn hóa thực sự là cách rất là xa. Tổng cái số vốn hóa của cả thêm crypto là 1.2 nghìn tỷ trong khi mà chúng ta nhìn vào những công ty như là Apple đó vốn hóa đã 2.7 nghìn tỷ rồi các bạn cao hơn gấp đôi Microsoft cao gấp đôi 2.4 nghìn tỷ Saudi Ramco hơn 2 nghìn tỷ, Alphabet 1.5 nghìn tỷ và nếu chúng ta chỉ nhìn riêng BTC mà thôi đó thì chúng ta đã thấy được cái tổng số vốn hóa là chỉ có 536 tỷ mà thôi trong khi mà chúng ta thấy là những cái công ty này đã vốn hóa nhiều như thế nào Và đây chỉ là một số đại diện của những công ty trên sàn chứng khoán mà thôi Tổng số vốn hóa trên sàn chứng khoán đương nhiên là cao hơn con số này rất là nhiều Cái mà Thùng muốn chia sẻ đây với các bạn đó Không phải là Thùng muốn so sánh uh, Google, Apple với lại BTC Tại vì mỗi lần chúng ta chia sẻ như vậy nên vì bạn sẽ nói là so sánh như vậy thì cũng hợp lý Thùng không có nói công ty Google, Apple giống như là bitcoin hay là giống như là vàng hay là giống như là bạc tôi muốn nói đây là cái vốn hóa nó khác nhau như thế nào để cho các bạn có thể nhìn thấy được là tiềm năng thị trường này có thể lớn mạnh bao nhiêu đó cũng là cách mà người ta tính toán những cái chứng khoán đó các bạn khi mà chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của tesla đi cái giá hiện tại nó không phải là phản ảnh tất cả những cái số lượng xe bán hiện tại mà nó phản ảnh luôn cái quan điểm của nhiều đầu tư về tương lai của tesla họ nghĩ tesla sẽ có thể chiếm được phần trăm của thị trường xe là bao nhiêu phần trăm và khi đó thì những xe lớn mạnh cỡ nào thì với cái số lượng phần trăm đó thì công ty tesla sẽ đáng giá bao nhiêu và cũng tương tự như vậy khi mà người ta nói tới btc đó thì đương nhiên có những bạn mà cực kỳ thích btc họ lưu trữ vì những cái lý do liên quan đến à, lưu trữ tài sản lâu dài liên quan tới sử dụng btc để mà dùng làm phương tiện thanh toán à, có thể là người ta sử dụng btc à, họ dùng cái đó vì một cái lý do chính trị hay là về bảo mật nào đó nhưng mà có rất nhiều người người ta mua và lưu trữ btc trong đó có thuộc một rất nhiều bạn mua một phần là tại vì muốn đa dạng hóa về đầu tư mua rồi tại vì các bạn xem BTC như một mảng đầu tư cho nên cái nguồn tiền nó cũng là cùng một nơi mà thôi các bạn thì cái mà ta suy nghĩ là sau này BTC có thể hữu được bao nhiêu phần trăm của những tài sản khác các bạn tại vì có rất nhiều người đầu tư vào vàng đã phải người ta sử dụng vàng để mà làm trang sức hay là ta sử dụng vàng ở trong công nghiệp đâu các bạn người ta sử dụng vàng đơn giản là một tài sản lưu trữ giá trị hay là người ta muốn trade vàng mà thôi đó là người đầu tư và họ cũng sẽ là những người đầu tư vào những cái mạng khác như là bạc, như là chứng khoán, như là BTC. Đó là cái cách mà suy nghĩ về tương lai BTC vốn hóa sẽ lớn cỡ nào. Khi mà một người nào nói BTC đó tương lai có thể là vốn hóa ngang bằng vàng. Nếu như như vậy đó thì BTC có thể lên tới là 500.000 đô một BTC thì nhiều người sẽ nói là làm những cái chuyện đó, làm những cái chuyện mà người ta bán hết vàng để mà mua BTC. Thì đương nhiên không phải đây các bạn, nhưng mà ý của cái sự so sánh này đó là giả sử như các bạn có nghĩ cái số lượng người đầu tư chỉ để đầu tư đó thì trong những mảng tài sản khác là bao nhiêu phần trăm à, và nếu như mà chỉ 10% tài sản của vàng của trái phiếu của cổ phiếu của bất động sản vào trong thị trường BTC thôi thì lúc đó thị trường BTC có thể lớn mạnh thế nào đó là cái cách mà các bạn suy nghĩ về tương lai và đương nhiên cái con số đó là bao nhiêu tùy theo lòng tin của các bạn là bao nhiêu mà thôi tùy theo cái mô hình cái suy nghĩ tư duy của bạn mỗi người sẽ mỗi khác rồi nói đến đây đó thì chúng ta thấy được đây là một cái sự chia sẻ đến từ charlie Bilello ở trên twitter tôi cũng đã gắn thêm vào thêm một tài liệu nữa đó chính tài liệu của btc cái mà chúng ta thấy được trên màn hình đó là một cái sự thay đổi 180 độ từ năm ngoái tới năm nay các bạn năm ngoái đó thì hầu như những tài sản như chúng ta nói tới BTC à, hay là chúng ta nói tới chứng khoán đó thì đều xuống rất là nhiều đó chính là những cái thanh màu đỏ mà chỉ xuống các bạn thấy giống như chúng ta nhìn vào chỉ số NASDAQ 100 đi đây là cái chỉ số cho 100 công ty Phi tài chính lớn nhất ở trên uh, Nasdaq thì uh, đã giảm 32.6% trong năm vừa rồi các bạn, chúng ta cũng có Russell 1000, đây là 1.000 cổ phiếu xếp hạng cao nhất trong chỉ số Russell 3000, chiếm khoảng 93% của tổng số vốn hóa đó thì cũng đã giảm 29.3. Nói chung uh, thì uh, những chỉ số chứng khoán đều giảm năm ngoái, nhưng mà chúng ta lại có sự tăng trưởng rất là nhiều của cái ngành liên quan tới năng lượng tăng tới 64.3% và đương nhiên BTC năm ngoái cũng xuống rất nhiều các bạn năm ngoái đó BDC xuống 64.2% thì năm nay lại hoàn toàn đổi ngược lại đương nhiên năm nay vẫn chưa kết thúc chúng ta chỉ tính từ đầu năm cho đến ngày 26 tháng 5 mà thôi thì các bạn đã thấy được là những chỉ số chứng khoán năm nay đây thì lại tăng trưởng ngược trở lại các bạn và chúng ta lại thấy được BTC cũng tăng trưởng từ đầu năm cho đến bây giờ và ngược lại đó cái ngành liên quan tới năng lượng thì đã giảm 9.0% mọi thứ đã đảo ngược lại từ đầu năm tới bây giờ rồi Nhưng mà một điều khác nữa thú vị hơn Không biết các bạn có nhận ra hay là không Khi mà chúng ta nhìn vào những cái loại đầu tư khác nhau Giống như các bạn nhìn vào Nasdaq 100 đi thì chúng ta thấy được đây là một trong những cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ thì có sự dao động rất là lớn. Chúng ta thấy được là năm ngoái có thể xuống 32.6% nhưng mà đầu năm nay tới bây giờ lại lên 31%. Chúng ta nhận được là Russell 1000 đó thì năm ngoái xuống 29%, năm nay lên 21% và cứ tương tự. Những loại tài sản khác đó thì có nhiều loại giống như chúng ta nhìn vào S&P 500 thì năm ngoái đó chỉ số này xuống 18.2% trong khi năm nay tăng ngược trở lên nhưng mà tăng 10.3% mà thôi. BTC năm ngoái xuống 64%, nó là lại tăng 67%. Thì cái mà tôi muốn các bạn nhìn thấy được ở đây đó là cái sự dao động nó có đáng hay là không? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra khi mà các bạn lựa chọn đầu tư vào một mảng đầu tư nào. À, khi mà chúng ta chỉ so sánh cái phần trăm tăng trưởng mà thôi thì nó không nói lên hết tất cả cái bản chất của mảng đầu tư đó. Cũng như là chúng ta chỉ so sánh cái mức xuống thấp của những cái uh, tài sản thì các bạn sẽ không thể nào mà so sánh được một cách nó gọi là công bằng hết các bạn khi mà chúng ta muốn so sánh thì các bạn so sánh được cả hai rủi ro và lợi nhuận là như thế nào và một trong những cách so sánh đó nó chính là một cái chỉ số mà những người nào mà trong thị trường tài chính cũng đã rất quan thuộc rồi đó chính là cái chỉ số có tên là sharp ratio Sharpe Ratio này để hiểu đơn giản đây là một cái chỉ số cho chúng ta thấy được là tính luôn rủi ro và lợi nhuận của mọi nhà đầu tư đó, đó thì nó có tốt hay là không Giống như là chúng ta thấy được là nếu như các bạn nói là các bạn đầu tư vào chứng khoán các bạn có thể lời là 6% một năm trong khi mà bây giờ đã công trái phiếu là một cái mảng đầu tư mà bây giờ đó là coi như không có bất cứ rủi ro gì thì khi mà các bạn so sánh như vậy mà công trái phiếu cho các bạn lời là 5% mà chứng khoán các bạn đầu tư chỉ lời 6% mà thôi thì các bạn phải chấp nhận hết tất cả rủi ro của chứng khoán để được thêm 1% thì được có đáng hay là không đó là cái cách mà so sánh những cái mảng đầu tư khác nhau thì khi chúng ta nhìn vào shop ratio này thì để hình dung vào các bạn thấy rõ ràng hơn thì so sánh cho tới ngày 30 tháng 5 đó thì chúng ta được là BTC thì trong vòng 5 năm chúng ta thấy được là Sharpe Ratio là 0.76 con số này càng cao thì có nghĩa là đó là cái mảng đầu tư có lợi nhuận tốt hơn là cái mảng đầu tư khác các bạn giống như chúng ta nhìn thấy được vàng đó thì Sharpe Ratio là 0.63 thì có nhiều bạn sẽ nói là nếu như vậy đó thì làm sao hợp lý được trong khi các bạn thấy giá của BTC lên tới cái mức cao của tháng 11 của năm 2021 là 69.000 đô rồi giảm xuống mức thấp năm ngoái là chỉ có 15.000 đô mà thôi Thì làm sao coi đây là một máy đầu tư mà coi lợi nhuận tốt hơn khi mà so sánh giữa rủi ro và lợi nhuận Thì đương nhiên chúng ta cần phải nhìn cái mặt bên kia các bạn Thì BTC trong những năm, năm qua đó cũng đã có lúc tăng từ 3.500 đô năm 2018 cuối năm đó cho đến 69.000 đô năm 2021 và ngay cả ở thời điểm bây giờ đó là 27.000 đô đi thì tính đơn giản từ 3.000 tới 7.000 các bạn thấy là cái phần trăm tăng trưởng như thế nào rồi cái phần trăm tăng trưởng đã là 9 lần rồi các bạn từ năm 2018 cuối năm đó cho đến bây giờ cho nên so sánh cả hai đó thì BTC hiện bây giờ vẫn là mảng đầu tư mà cho các bạn lợi nhuận tốt dài hạn thì thật cái điều này đó các bạn chắc cũng không cảm thấy quá bất ngờ đâu cái điều mà làm thường bất ngờ hơn đó là khi mà chúng ta so sánh dài hạn giống như là so sánh Sharpe ratio 5 năm đó, thì chúng ta vẫn thấy được vàng là một cái loại tài sản trong cái bảng so sánh này chỉ đứng sau BTC mà thôi các bạn và vàng dựa theo Sharpe ratio đó thì vẫn tốt hơn là chỉ số S&P 500 và đương nhiên tốt hơn công trái phiếu của Hoa Kỳ đó là điều mà làm cho thượng cũng khá là bất ngờ nhưng mà nói chung đó thì dựa theo sub ratio những năm gần đây thì vàng với btc hầu như là các bạn thấy được là có một cái sự rủi ro và lợi nhuận tính theo sub ratio là gần như cân bằng với nhau btc giảm mạnh nhưng mà tăng mạnh vàng giảm ít nhưng mà cũng tăng ít rồi bây giờ thượng muốn chuyển qua để mà nói về một chút xíu về tình hình chung của thị trường các bạn đã thấy được đây là cái chỉ số tham lam và sợ hãi thì đối với lại BTC đó thì hiện bây giờ chỉ số tham lam sợ hãi này đã nằm ngay chính giữa các bạn 51 điểm nghĩa là neutral, không tham lam cũng không có sợ hãi. Lần cuối cùng chúng ta thấy chỉ số ở trong cái dùng gọi là tham lam cho BTC đã là đầu tháng 5 rồi các bạn. Và nếu chúng ta nhìn vào chỉ số tương tự cho chứng khoán đó, thì bây giờ thì chứng khoán vẫn ở chỉ số là 65, có nghĩa là đối với lại BTC thì nằm ở cái mức là không tham lam, không sợ hãi, neutral. Nhưng mà ở chứng khoán đó thì nằm vào cái dùng gọi là tham lam hiện tại mặc dù chúng ta được là trong vòng khoảng chừng là 1-2 tuần qua đó thì chúng ta cũng bắt đầu có những cái sự lo lắng liên quan đến cái việc nợ trần thì chúng ta cũng nói biết là nợ trần bây giờ đó đã có một cái thỏa thuận bởi những người đại diện cho hai đảng nhưng mà vẫn chưa chính thức thông qua và dựa theo lịch trình đó, thì vẫn chưa có thông tin chính thức nhưng mà dựa theo lịch trình được đưa ra cuối tuần vừa qua đó thì bắt đầu ngày mai sẽ có một cuộc bỏ phiếu ở hạ viện rồi một ngày sau đó sẽ có cuộc bỏ phiếu ở thượng viện chúng ta vẫn tiếp tục nghe có một số những nghị viên, một số những dân biểu đó lên tiếng phản đối, nói đây là một cái uh, cuộc thỏa thuận mà không có đạt được như mong đợi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi các bạn, tại vì đây là một cái cuộc thỏa thuận thì đã nói là thỏa thuận thì đâu có ai vui 100% đâu, mỗi bên phải nhường một bước. Những người mà không có happy, không được vui đó đó có đủ để à, làm cản trở việc bỏ phiếu thành công hay không đó, thì dựa theo những cái tài liệu thường có bây giờ à, thì không hẳn đâu các bạn chúng ta có thể thấy là cuộc bỏ phiếu như tổ chức đó, thì cái số lượng người không có được vui trong cuộc thỏa thuận này vẫn sẽ không đủ để cản trở. Có nghĩa là việc đình chỉ nợ trần sẽ được thông qua và tôi cũng đã chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn đình chỉ nợ trần là như thế nào. Đình chỉ nợ trần có nghĩa là sẽ tạm thời dời lại việc là nợ trần sẽ được nâng bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này đó thì hai bên đồng ý là cắt giảm một số chi tiêu. Rồi à, còn về việc là cần phải có tiền bán thêm công trái phiếu để mà à, trả nợ của Hoa Kỳ hay là bán công trái phiếu để mà tiếp tục à, hoạt động chính phủ đó thì vẫn sẽ tiếp tục chứ không có bị trì hoãn như hết các bạn. Thì nếu như vậy đó tại sao chúng ta lại thấy là thị trường chứng khoán không xanh thật là xanh mà chúng ta lại thấy chứng khoán nó hầu như bị khẩn lại thì lý do là tại vì mọi người bây giờ đó lại có cái sự không rõ ràng là khi mà được bỏ phiếu thành công đó giả sử như đó là sự thật đi bỏ phiếu trong tuần này thành công trong vòng 2 3 ngày nữa là coi như đã xong thì khi điều đó xảy ra Thị trường sẽ phở như thế nào thì có hai cái tư tưởng khác nhau hiện bây giờ. Một bên thì nghĩ đây là điều không tốt cho thị trường tài chính nói chung, tại vì khi mà cái thỏa thuận này được thật sự bỏ phiếu thông qua thì có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ phải nhanh chóng bán rất nhiều trái phiếu, tại vì họ đã trì hoãn một số điều để có thể tiếp tục cầm cự cho đến ngày 5 tháng 6. Thì khi mà được thông qua, họ sẽ nhanh chóng bán những công trái phiếu và khi họ bán công trái phiếu thì nghĩa là gì? Nghĩa là người ta sẽ đưa tiền cho Bộ Tài chính của Hoa Kỳ và người ta sẽ lấy công trái phiếu đó để mà lấy lại hàng tháng và có nghĩa là tiền sẽ bị hút trở về chính phủ của Hoa Kỳ khiến cho cái tính thanh khoản của thị trường giảm xuống tại vì tiền bị hút trở về À, và điều này là điều mà nhiều người xem như là xấu nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu các bạn, tại vì chúng ta còn một cách nghĩ khác nữa khi mà tiền giả chính là thật sự là được thu về bởi bộ tài chính của Hoa Kỳ thì đâu phải là thu về rồi bỏ trong các sắt rồi đóng cũng lệ các bạn khi mà thu về rồi đó thì đương nhiên dùng để mà chi tiêu dùng để mà không những là trả nợ và trả lãi à, cộng với lại sẽ tiếp tục có tiền để có thể là thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế có thể là tiếp tục trả lương cho những người mà làm việc cho chính phủ cho những người à, có phúc đời xã hội vân vân thì nói chung tiền đó cũng sẽ được phân phối trở lại thông qua nhiều đường khác nhau một phần sẽ đi ngược trở về nền kinh tế các bạn và đó là nếu như tất cả nhân công trái phiếu mới sẽ được thu mua bởi người dân ở hoa kỳ hay là bởi những cái quốc gia khác những công ty nếu như mà cái nhu cầu không có nhiều có nghĩa là công trái phiếu bán nhưng mà vẫn còn dư lại thì đương nhiên Fed sẽ là người sẽ thu mua công trái phiếu đó và đương nhiên các bạn hiểu là Fed thu mua thì cũng đồng nghĩa là in tiền để mà bơm vào trong thị trường thông qua bộ tài chính cho nên cũng không hẳn đâu các bạn à, và vì lý do đó đó đã có nhiều cuộc bỏ phiếu và đây là một cuộc bỏ phiếu à, mọi người nghĩ là thị trường sẽ phản ứng ra sao khi mà cái nợ trần này được thông qua À, thì nếu như mà trả lời yes ở đây đó có nghĩa là thị trường sẽ không có bất cứ phản ứng gì các bạn Và no có nghĩa là thị trường sẽ phản ứng tiêu cực hơn tại vì à, nhiều người không nghĩ đến cái à, sự kiện này thì à, thuận bấm chữ no nhưng mà trên các bạn thì chỉ muốn xem coi là mọi người bỏ phiếu ra sao mà thôi thì hầu như là gần như 50 50 các bạn. 52% nghĩ là sẽ không có vấn đề gì, thị trường cũng sẽ như vậy mà thôi không bị ảnh hưởng bởi cái việc thôi thuận nợ trần này nếu được thông qua còn lại đó bốn mươi bảy thì nghĩ là thị trường sẽ vẫn tiêu cực các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới